Xin chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thể thao trong nước của LoveSport ngày 25 tháng 2. Công Phượng chưa được đá G-League 1. Huỳnh Như là cầu thủ duy nhất của Line FC dự World Cup 2023. Sắp xác định chủ nhân của bóng vàng Việt Nam 2022 là những thông tin đáng chú ý trong bản tin ngày hôm nay. Công Phượng chưa được đá G-League 1. Chiều ngày 24 tháng 2, Yokohama FC có chuyến làm khách trước Sonan Belma ở vòng 2 G-League 1 mùa giải 2023 với mục tiêu giành 3 điểm đầu tiên sau thất bại 0-1 trước Nagoya ngày ra quân. Ở trận đấu này, Công Phượng tiếp tục không được ra sân và chưa thể đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ Việt Nam đầu tiên ra sân ở hạng đấu cao nhất Nhật Bản. Trả lời phỏng vấn với ban tổ chức G-League 1 trước thềm trận gặp Sonan Belma, Công Phượng cho hay: "Ở lần thứ hai sang Nhật Bản, tôi đã có kinh nghiệm và dễ dàng thích nghi hơn. Tôi có thể dễ dàng trao đổi với đồng đội và cầu thủ địa phương. Tôi luôn cố gắng tập luyện trên sân cỏ và tận hưởng mọi thứ liên quan đến bóng đá ở đây. Mục tiêu của tôi trong lần này là đóng góp hết khả năng để giúp Yokohama FC giành chiến thắng. Tôi hy vọng sẽ giúp đội bóng có thứ hạng tốt tại G-League 1. Ở trận đấu này, Yokohama FC đã có một trận đấu tốt hơn kỳ vọng khi cầm hòa đội bóng mạnh Sonan Belma dù phải chơi trên sân khách. Huỳnh Như là cầu thủ duy nhất của Line FC dự World Cup 2023. Cô gái đến từ Việt Nam đã trở thành niềm tự hào, ao ước của các đồng đội bởi là cầu thủ duy nhất thuộc biên chế Line FC hiện tại được triệu tập tham dự World Cup nữ 2023 sắp tới. Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha cũng vừa đoạt vé vớt giành quyền tham dự World Cup 2023. Hiện tại Line FC chỉ có hai cầu thủ trẻ thuộc đội U23 Bồ Đào Nha là Rita Diaz và Madalena Marau. Huỳnh Như vì thế đã lỡ cơ hội đối đầu với các đồng đội Line FC trong màu áo đội tuyển quốc gia. Thực tế Huỳnh Như mang băng thủ quân đội tuyển Việt Nam chung bảng E tại World Cup 2023 với Bồ Đào Nha, Mỹ và Hà Lan. Đội hình Line FC hiện tại có 7 ngoại binh, bao gồm 3 cầu thủ người Mỹ vốn chung bảng E với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, cả 3 cầu thủ này đều không có chỗ đứng ở đội bóng đang là đương kim vô địch World Cup. Tại Line FC còn có 2 tiền đạo người Brazil là Malu Smith và Thalia, nhưng họ vẫn còn rất trẻ và chưa từng một lần được khoác áo đội tuyển quốc gia. Tương tự là với trường hợp của tiền vệ Natalie Arono, người Đan Mạch. Trong khi đấu ngoại binh cuối cùng là Sini Lassonen, người Phần Lan, nhưng đội tuyển này không giành quyền tham dự World Cup 2023. Chính vì thế Huỳnh Như sẽ trở thành cầu thủ duy nhất của Line FC được hít thở bầu không khí của World Cup 2023 sắp tới. Sắp xác định chủ nhân của bóng vàng Việt Nam 2022. 20 giờ tối nay, ngày 25 tháng 2, gala trao giải của bóng vàng Việt Nam 2022 sẽ diễn ra tại nhà hát Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Gala sẽ chào đón nhiều vị khách đặc biệt là lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, giới chức và chuyên gia bóng đá Việt Nam, các huấn luyện viên, cựu tuyển thủ nổi tiếng, những nhà tài trợ đồng hành và đông đảo người hâm mộ. Ngoài phần lễ chính là công bố và trao danh hiệu quả bóng vàng, quả bóng bạc và đồng cho cầu thủ nam, nữ, cầu thủ futsal, cầu thủ nam trẻ xuất sắc, cầu thủ nữ trẻ xuất sắc và cầu thủ nước ngoài xuất sắc, ban tổ chức còn đem đến cho người hâm mộ một bữa tiệc âm nhạc, ánh sáng lung linh, tạo nên một bầu không khí thật sôi động, hấp dẫn. Trong các hạng mục giải thưởng nêu trên, người hâm mộ đặc biệt chú ý tới giải thưởng quả bóng vàng nam 2022 và quả bóng vàng nữ 2022. Ở hạng mục của nam, năm ứng cử viên cuối cùng là Văn Quyết, Tiến Linh, Văn Lâm, Hùng Dũng và Hoàng Đức. Trong số những gương mặt này, Tiến Linh và Văn Quyết là hai ứng cử viên sáng giá nhất. Nếu như Văn Quyết giành cú ăn ba cùng Hà Nội FC và ám danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2022, thì Tiến Linh là vua phá lưới AF Cup 2022. Trong khi đó, ở hạng mục quả bóng vàng nữ 2022, Huỳnh Như, Bích Thùy, Thùy Trang, Kim Thanh và Tuyết Dung sẽ cạnh tranh với nhau. Huỳnh Như, cầu thủ đang chơi bóng ở Bồ Đào Nha, là ứng cử viên số 1 ở hạng mục này. Xác định hai đội bóng vào chung kết cúp quốc gia nữ 2023. Trận bán kết 1 của giải vô địch bóng đá nữ cúp quốc gia 2023 chiều ngày 24 tháng 2 là cuộc đọ sức đáng chú ý giữa Hà Nội 1 và Thái Nguyên TVT. Kết quả hòa 0-0 sau 90 phút buộc hai đội phải bước vào loạt lưa lưu may rủi. Sau 5 loạt sút, Hải Yến là người duy nhất đá hỏng bên phía Hà Nội 1, còn Thái Nguyên TVT có hai cầu thủ thực hiện không thành công. Hà Nội 1 là đội bóng giành quyền vào chơi trận chung kết của giải. Trận đấu bán kết còn lại là màn đối đầu giữa Than Khoáng Sản Việt Nam và Phong Phú Hà Nam. Không bất ngờ khi Than Khoáng Sản Việt Nam là đội bóng chiếm ưu thế trên sân nhờ sức trẻ và kỹ thuật của dàn cầu thủ chất lượng hơn. Dù vậy, phải sang đến hiệp 2, đội bóng vùng mỏ mới có được bàn thắng theo cách bất ngờ. Phút 55, từ đường chuyền không mấy nguy hiểm của Trung Hương, thủ thành Hải Yến bên phía Phong Phú Hà Nam bất ngờ mắc sai lầm để Hà Thị Nhài băng vào dứt điểm dễ dàng mở tỷ số trận đấu. Trong quãng thời gian còn lại của trận đấu, Phong Phú Hà Nam chơi đầy nỗ lực nhưng một mình Tuyết Dung là không đủ để giúp đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Khánh Thu có được bàn thắng. Như vậy, trận chung kết của giải vô địch bóng đá nữ cúp quốc gia 2023 là cuộc so tài giữa Hà Nội 1 và Than Khoáng Sản Việt Nam diễn ra vào ngày 1 tháng 3. Trên đây là những tin tức đáng chú ý trong bản tin thể thao trong nước ngày 25 tháng 2. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Đừng quên bấm subscribe để không bỏ lỡ các bản tin hàng ngày của LoveSport. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin ngày mai.